Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khen tặng: Giang Sơn gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Phát huy truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam, cán bộ, hội viên chi hội Kim Thành luôn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đặc biệt có phong trào dân vũ. Chi hội luôn phấn đấu, đồng hành và đoàn kết cùng chị em phụ nữ Hùng Thành trong phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới, có kiến thức, có đạo đức, sức khỏe và có khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với gia đình và tổ quốc. Kim Thành mời bạn về thăm, chị em phụ nữ đảm đang sẵn sàng, thi đua phát động rộn ràng, kiến thức, sức khỏe, tâm hồn đẹp tươi. Hưởng ứng cuộc thi dân vũ với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Thành tổ chức, Chi hội Phụ nữ xóm Kim Thành xin thể hiện liên khúc Vũ điệu kết đoàn, xinh tươi Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đón xem.
thưa quý vị, Chi hội phụ nữ xóm Kim Thành đang xếp biểu tượng ngày 20 tháng 10 kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt Nam. Lòng vui như nở hoa, em niềm tin xinh tươi, ôi khung trời 20 niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, với tay chào thế giới bước trên miền đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam, rồi mai đây em cùng bay bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn khen mời cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay cho cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Xây trên phố đông, ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em niềm tin xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đang chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, ngợi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam, rồi mai chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra một năm luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay cho cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Vũ điệu khỏe đẹp, chúng ta hãy cùng nhau tập luyện dân vũ thể thao để nâng cao sức khỏe, xây dựng phẩm chất người phụ nữ hiện đại, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Phần thi của Chi hội phụ nữ xóm Kim Thành đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý khán giả lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công rực rỡ.